Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào má, con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình lá thư gửi má hàng tuần. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2019. A Di Đà Phật. Hôm nay má khỏe không? Tuần vừa rồi má niệm Phật có tinh tấn không? Ăn ngủ ngon không má hả? Hôm nay con kể cho má nghe câu chuyện này là của riêng con, rằng bản thân con cũng muốn cầu vãng sanh tịnh độ, và con cũng tin rằng Đức Phật A Di Đà nói chỉ cần 10 niệm trước lúc mà mình thực sự ra đi từ giã cuộc đời thì chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ rước mình về tịnh độ Tây Phương. Nhưng mà má ơi, sự thật là đúng như vậy, nhưng cái lúc mà mình thân tâm mà ngoài tầm kiểm soát, mà mình có thể, một là có người nhắc mình niệm Phật A Di Đà, hai là tâm mình vẫn nhớ tới A Di Đà Phật mặc dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hai cái điều này vô cùng khó khăn, vô cùng là khó. Khó là bởi vì sao? Chủ nhật vừa rồi, dạ con phải nói thật cho má nghe thôi, là con đi nhổ răng. Con nhổ cái răng cùng, con đi vào buổi chiều. Con không phải đi nhổ răng đâu, con đi cà răng. Bây giờ họ làm từ thiện ở trong cái trung tâm thiền, thì con quen biết, con tới, họ nói tới làm răng cho sạch. Con bị say xe cho nên đau cái áp nó hơi hạ. Nhưng mà vào coi cái răng nó bị sâu cho nên họ nói phải nhổ gấp. Trước sau cũng nhổ, càng sớm càng tốt. Con nói thôi gặp bác sĩ khó, thôi nhổ luôn. Và họ lôi cái răng của con đó nó dài như thế này nè. Rồi răng cắm, răng cùng ở trong á, cho nên rất là đau. Và biết trong cái lúc họ nhổ á, con đau quá, vào đó chích thuốc tê. Má biết là chưa có bao giờ trong đời con mà bị co giật như vậy hết á. Con không muốn co giật và con định cái tâm lại mà con không được nữa. Lúc đó con hơi sợ, không quá sợ nhưng cái thân nó khá là đau, cho nên nó phản ứng lại, với nó ảnh hưởng gần cái đầu cho nên nó ảnh hưởng thần kinh. Và nó rung, nó bị co giật như vậy cũng khoảng 15 phút không á. Nó không quá là ghê gớm, nhưng mà chắc là nó ảnh hưởng cái gì đó đến với thần kinh thôi. Nhà con kêu mấy bạn đệ tử xuất gia xuống. Những người bác sĩ chỉ đứng bên cạnh sợ. Có người sợ phát khóc luôn. Nhưng con biết là nó không có chuyện gì xảy ra hết. Nó chỉ đang không kiểm soát được cái cơn co giật đó. Và họ cứ để con giật miết. Thì con mong là có người sẽ niệm Phật A-di-đà cho con. Thì mấy bạn đệ tử xuất gia xuống. Mà điều lạ kỳ là má biết không? Không có bạn nào vô niệm Phật cho con được cả. Bởi vì mấy cái người xung quanh đó họ cũng là người tu. Họ còn ở trong trung tâm thiền, họ cũng biết làm sao để cho tâm mình bình yên. Nhưng mà con biểu đệ tử con niệm Phật mà họ lại chán đường không cho niệm Phật, mà họ cứ dùng cái phương pháp của họ, cứ mong con tâm bình yên. Mà tâm của con đang muốn bình yên bằng cái cách của con, mà họ nghĩ theo cách của họ. Thành ra cũng là cái điều tốt, nhưng điều tốt này nó chướng ngại điều tốt kia. Cho nên mình muốn Phật A Di Đà mà họ không biết cái ý muốn của mình, họ đem cái tốt của mình, họ chướng ngại cái tốt của mình. Thì đó, tức là mình muốn vãng sanh, nhưng mà cái phước vãng sanh của mình nó chưa đủ. Thành ra mình vẫn có phước đó chứ, nhưng mà cái phước vãng sanh nó chưa đủ thì có một loại phước khác nó tiếp cận mình và nó chướng ngại mình vãng sanh. Rất là khó khăn. Đệ tử còn dưới đứng bên mà nhìn thôi, biết con muốn gì mà không làm được, bởi vì cái trung tâm từ thiện của họ là họ có quyền hơn. Và đứng đó biết là ông thầy mình muốn gì và ông thầy mình biết làm gì mà không làm được. Bây giờ họ cứ nói là im lặng đi, để họ dùng cái phương pháp của họ để cho con bình yên hơn. Thì con mới về chiêm nghiệm lại và mới thấy rằng tự mình niệm Phật ở cái lúc mà ngoài tầm kiểm soát thân tâm mình khó, nhưng mà mong có một cái người nào đó để hộ trì, nhắc nhở mình, khai thị cho mình cái lúc mà mình lâm nguy á, sợ hãi á, cũng khó không kém phần nữa. Cho nên con nghĩ chắc cái phước vãng sanh của mình phải được tu tập nhiều hơn nữa. Nên con nhớ tới kinh A Di Đà Phật dạy là
nhược thiểu, thiện căn, phước đức, nhân duyên, bất sanh bị cốt, tức là ít phước đức, ít nhân duyên, ít thiện căn, là không vãng sanh về nước tịnh độ được. Cho nên hàng ngày mình muốn vãng sanh tịnh độ, ngoài cái niềm tin vững chắc, mà cái nguyện sâu dày và cái hành trì hàng ngày á, thì mình phải làm phước cho nhiều, tức là tu phước, tức là làm thiện. Thì tu phước làm thiện ở đây á, tức là xây dựng ba cái thứ: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nếu không đủ á, dù cái lúc mà mình lâm chung á, mình tha thiết tớ nào chăng nữa, mà cái phước nó không đủ thì là một cái loại phước ít ít nó giữ mình ở cõi này. Đó. Đó là câu chuyện nó đã một tuần rồi má nha. Sau một tuần rồi giờ cái răng con nhai cỏ cũng được, nó không ngồi nhai cơm. Nên má đừng có lo, là ăn uống tốt, ngủ nghỉ tốt. Lúc đó do buổi chiều là con đi nó hơi xa xa, nó mệt và họ chích thuốc tê cho nên ảnh hưởng cơ thể, nó co giật. Để đó cho con biết được rằng một trải nghiệm thú vị thế nào là cái lúc mà mạnh khỏe này mà mình không niệm Phật, cái lúc bất an hay là loạn động thân tâm mà mình niệm Phật được mới lạ. Huống hồ những cái chuyện mà nhờ ai đó hộ trì cho mình, đừng mong ai đó bên ngoài giúp mình mà bản thân mình không giúp mình trước, chuyện rất khó. Và hàng ngày á, mình giúp người ta niệm Phật rồi mình đi hộ niệm với người khác, đó là gieo một cái loại phước đức á, rất là đặc biệt. Cho nên nếu có người tới nhà mình niệm Phật, và nếu được niệm Phật cho một ai mà có cơ hội, thì đó là một cơ hội rất tốt để mà mình tích lũy cái thiện căn, cái phước đức và cái nhân duyên hộ trì người khác, chắc chắn có người hộ trì mình. Đó. Bây giờ con chia sẻ cho em má nghe một điều nữa cũng rất quan trọng, nhưng điều này cũng không phải là nằm ngoài sự trải nghiệm của con. Rất là nhiều người tu tịnh độ bởi vì bắt nguồn từ cái hành nhập chứ không phải là lý nhập. Lý nhập là dùng trí tuệ bát nhã để mà quán chiếu, hành nhập tức là dùng niềm tin để mà thực tập. Thì đối với người tu tịnh độ là dùng niềm tin, mà khi tha thiết cầu vãng sanh quá, mà công đức, mà thiện căn, mà nhân duyên chưa đủ, thì ma sẽ hiện cảnh Phật để dẫn đường mình đi. Đặc biệt là cái lúc mình lâm chung, mình mê mờ, mình nghĩ tới Phật, mình mong có Phật, một cái gì đó lấp lấp sáng sáng, mà mình nghĩ đó là Phật, chắc chắn mình sẽ bị ma dẫn đường. Có một người họ kể cho con nghe, họ nằm mơ thế này. Dĩ nhiên mơ không có thật, nhưng đối với kẻ chưa tỉnh ngộ thì ở trong mơ nó không khác gì giống như trong cuộc đời, rất thật. Bởi vì mình vẫn la, vẫn hét, vẫn sợ, vẫn vui, vẫn mừng. Chừng nào mà mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mình nói ồ nãy giờ mơ thôi, còn ở trong giấc mơ là hoàn toàn mọi thứ giống nhau hết. Họ mới hỏi con á, là tối họ ngủ nằm mơ, họ có mấy người thân, mấy người thân họ đang đợi họ để dẫn đi đâu đó, và họ nhớ là họ bỏ quên một cái gì đó và họ phải quay về lấy. Trong khi họ quay về lấy thì họ thấy ở trên bầu trời có hiện ra bốn cái chữ, và trong đó có một cái chữ Phật và chữ Hán. Họ cảm thấy giống như là đó là Tây Phương Tịnh Độ, và dưới này có bốn người, có nhiều hơn là bốn người đang hướng về. Họ toàn mặc áo trắng hết, hướng về trên cái cảnh đang chiếu sáng mấy cái chữ trên bầu trời đó. Thì họ quỳ xuống, họ lại, họ nghĩ đó là Tây Phương, và họ cứ dẫn đi cái, và cái cảnh màu nhiệm nó cứ dẫn họ đi, dẫn họ đi, dẫn họ tha thiết. Họ tha thiết trong lòng, dẫn họ chạy đi, và có người nói bên tay họ, ma đang dẫn đường. Và họ giật mình, họ nhìn lại xung quanh toàn là cỏ tranh, dẫn đi tới nghĩa địa đường cùng. Và họ biết lúc đó là không phải cái cảnh
Tây phương tịnh độ Phật hiện màu nhiệm nữa, mà là do tâm họ tha thiết tìm cầu và ma đã dẫn đường họ đi, do cái tâm bằng niềm tin mà không có trí tuệ đó. Cho nên mình tu cái gì mà không phải bằng trí tuệ là mình phải cẩn thận lắm, nếu chỉ vì niềm tin. Mẹ con mới nói với họ, cái giấc mơ đó nó là mơ, nhưng cái mơ này nó rất thật. Nó thật là ở chỗ, nếu mình chỉ tin mà mình tu á, thì ma là cao nhất trượng, Phật cao nhất xích. Ma nó có thể giả hình tượng của Phật để nó dẫn dụ cái tâm mê mờ của mình mà không có trí tuệ, đi theo cái đường lối của nó. Ma đây là gì? Có ba loại ma mới. Một là người thương mình nhiều đời nhiều kiếp, mình còn ở đây nè, mình không thấy họ, nhưng mà họ thấy mình ít nhất. Má biết vì sao không? Má cứ để ý đi, mình đi ra nhà khỏi nhà rồi thì không có con kiến nào hết, mà mình về nhà nó kiến nó bò vô quậy, mình đâu có biết được kiến đó là cái dạng phi nhân nào ở nhiều kiếp trước mà họ ở với mình, gà chó heo vịt chim chóc. Mình không biết được cái nhân duyên quả nhiều đời kiếp nó vận hành trong vũ trụ. Cho nên con cháu ở đâu là ông bà cha mẹ đó, ở cái dạng hình con người hay là phi con người, thấy được hay không thấy được mình không hề biết. Nhưng mà chắc chắn trong nhiều đời kiếp, bây giờ mình sống này mình có người thương không? Nhiều hơn một người. Như vậy thì nhiều kiếp trước chắc chắn mình sẽ có những người thương. Và họ đi đầu thai chưa? Và bao nhiêu người đi? Và bao nhiêu người còn có thể ở bên cạnh mình không biết được. Rất là nhiều câu thiện có thật, có thời Phật tại thế mà. Thì họ thấy mình ở đó, à đi rồi về, đi rồi về, sống rồi chết, vay rồi trả, họ thấy yên lòng. Nhưng mà bây giờ mình phát nguyện mình cầu vãng sanh tịnh độ, ra khỏi cái sanh tử luân hồi trong ba đường sáu cõi sanh tử này. Họ hỏi, ủa đi đâu, lan cảnh đó đi đâu vậy? Họ nghi ngờ. Và họ thấy rằng mình không muốn chơi rồi chơi vay trả nữa, họ không chịu. Mặc là mình đang nợ họ tình hạt tiền, hoặc là họ đang nợ mình tình hoặc tiền, thì chỉ có ở đến cõi này mới vay trả. Còn bây giờ mình đòi đi trong khi nợ vẫn còn đó, ai chịu? Không ai chịu hết. Cho nên những người thương đó sẽ là chướng ngại, và họ không muốn mình đi. Họ không muốn mình đi thôi. Bằng cách nào? Mình chạy về, mình nhớ ai, mình thương ai đó, mình chưa muốn đi, cái lúc mà mình sắp chết á, hoặc là cái lúc mình lo sợ mà mình cầu bản sanh tình độ của nguyện của mình nó chưa đủ mạnh công đức, thì cái người thương mình sẽ, họ sẽ hiện ra một cảnh tương ứng giống như cảnh Phật vậy đó. Là họ dụ, họ dẫn mình ở lại. Cái lúc mà ví dụ như ông ngoại, không, ông ngoại con, ông thấy gì ông kể lại mắng nghe rồi đó. Ông thấy toàn là bà ngoại gì, ông ngoại gì dẫn ông đi. Ai? Những người thương mình dẫn mình đi không? Cho nên cái sợi dây ràng buộc nhất của cuộc đời này trong luân hồi sinh tử đó là tình cảm, món nợ lớn nhất của đời người. Họ ràng buộc mình và họ dẫn mình đi theo đường mà họ đi. Họ nghĩ đường đó là tốt. À, cho nên khi mà mình phát nguyện vãng sanh ra khỏi sinh tử đó, thì chắc chắn nhiều đời kiếp người thương của mình sẽ ràng buộc mình. Và cái người thương này là thương theo kiểu khổ, bởi vì họ còn mê. Không phải là họ ác, họ xấu, nhưng mà họ cũng muốn giúp mình, những cái giúp của họ là đang hại con đường của mình giải thoát. Có một cái loại ma thứ hai là họ ghét mình. Họ không muốn cho mình thành tựu cái sở nguyện. Mình làm cái gì cũng chướng ngại hết, bởi vì họ đơn giản là không muốn mình hơn họ và không muốn mình thành tựu cái ý nguyện mình thôi. Có một cái loại ma thứ ba là thiên ma. Họ không muốn mình tu tập hơn họ. Và nếu hơn họ thì cái dân số của họ sẽ giảm thiểu đi. Một vị tỳ kheo mà phát nguyện ra khỏi sanh tử là thiên ma họ bị rúng động. Mà dạy rất là nhiều người khác thoát ly sanh tử nó họ không chịu. Cho nên nhiều hơn là cái nghiệp riêng của mình ở bên ngoài kia cũng có những cái chướng ngại, mà do nhiều đời kiếp mình gieo nhân duyên bất thiện nghiệp thế nào đó, mình sẽ bị ở trong cái lúc mà lâm nguy cuộc đời nó sẽ ập tới. Thì dù là con nằm ở trong cái trạng thái mà con không kiểm soát được cái thân nó rung, cái người niệm Phật đâu con cần mà sống thấy, dù là đệ tử con hiểu con cần con mà họ cũng không đang niệm Phật được chứng viên rõ ràng. Dù là cái người kia mơ hay là con mơ, thì tại sao mà là chạy theo cái ánh sáng niệm Phật, chạy theo cái hình ảnh màu nhiệm bầu trời? Bởi vì lòng tham tin tưởng quá mức, nhưng mà không có trí tuệ rõ biết rằng cái nào thật cái nào giả. Dù ai mơ không biết, nhưng mà hễ niềm tin đơn thuần thì mình rất là bị dẫn dụ bởi những cái người ghét, người thương, bởi vì thiên ma, bởi vì rất là nhiều cái duyên nghiệp, cộng nghiệp hay là biệt nghiệp, nhiều đời kiếp mình không biết được. Thì má biết á, với cái niềm tin đó nó dễ tạo ra cái tưởng tượng lắm.
Bởi vì nè, khi mình nói ô trên bầu trời có hào quang, hai hạng người nghe điều đó, một là kẻ mê, ô tin liền mừng quá chạy ra coi, tán dương quá chừng. Hai người thông minh đó, họ nói, họ lấy khoa học ra họ nhìn, hoặc là họ giải thích cái hiện tượng đó liền. Cái người mê rất là dễ tin, điều này nó thuận tiện cho họ dùng hết niềm tin để tu tập, nhưng rất dễ bị dụ dỗ đi theo con đường mê lầm do chướng duyên, do chướng ngại, do nghiệp lực, do nhiều cái thế hệ tác động ở bên ngoài. Còn người mà thông minh, họ khó bị dụ, nhưng cái hiểu biết của họ chướng ngại với cái niềm tin để tu tập. Thì hai cái hạng người đều có cái chướng ngại nhất định. Thì đối với người tu tịnh độ, cái chướng ngại của họ là tin mà không có trí thì cái tưởng của mình nó tạo ra một cái gì đó. Còn nếu có trí nữa thì mình sẽ biết phân biệt được cái nào là chân, cái nào là giả. Nên này quan trọng lắm. Từ khi mà trong nhà Phật cũng vậy, thế này nè má, tức là phùng Phật thì sát Phật, tức là gặp Phật là giết Phật. Cái câu này nguy hiểm lắm, nói giật mình á. Phật mà dám giết Phật, dùng cái từ đó nguy hiểm lắm, không ai dám dùng hết, trừ những bậc giác ngộ. Phật ở đây là gì? Phật ở đây là tưởng tượng của cái tâm tha thiết của mình ra một hình ảnh mà mình thích. À, tại sao Phật là đàn ông? Như phụ nữ họ giơ tay họ nói Phật là đàn bà thì sao? Con trâu nói Phật có sừng á. Như vậy là ông Phật đó là do tưởng tượng của mình. Vì ông Phật đó là ông Phật mê. Cái gì mà do tưởng là mê? Thì mình giết cái mê đó, giết cái mê mà mình tưởng đó, chứ không phải là giết Phật. Phật đâu có thật về hình tướng nào mà mình giết hay là mình sống gì. Thì cũng vậy, khi mà mình niệm Phật mà mình tha thiết cầu vãng sanh, mà cái phước đức của mình chưa đủ, mà bằng cái niềm tin mà không có trí tuệ, ma sẽ dẫn đường mình đi. Thì làm sao mình biết đâu là ma, đâu là Phật? Như thế này nè má, khi mình niệm Phật A Di Đà trong cái lúc lâm chung, hoặc là trong cái giấc mơ mình đang nghĩ về Phật, mà hình ảnh của Phật hiện, mà đó là hình ảnh của Phật. Ví dụ như đang nhớ tới Phật A Di Đà thì hình ảnh của Phật A Di Đà, chứ không được là hình ảnh của bất kỳ một vị Phật nào khác. Bởi vì ma không được, tôi đổ vậy, ma không có được phép nó giả hình tượng của Đức Phật trong khi một chúng sanh nào đó đang nghĩ tới đúng cái hình tượng Đức Phật đó. Bởi vì nó không có quyền làm gì đó, nó có thể giả một cái gì đó là giống giống, ngờ ngờ, linh thiêng màu nhị mực cho kẻ mê ham hố thôi à. Đã. Tức là cái lúc lâm chung mà mình niệm Phật mà mình thấy đúng cái Đức Phật A Di Đà hiện thì mình mới đi theo. Còn hết bất kỳ một cái hình ảnh nào khác mà giống giống, ngờ ngờ, nghi nghi là mình biết, bỏ quần bình, mình đợi đúng cái hình tượng giống Đức Phật A Di Đà. Hình tượng đó hình tượng gì? Thì có một cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà mà đứng như thế này nè, thì đó cũng là hình, cũng là tưởng thôi. Nhưng mà tâm của mình phải đang niệm Phật, và khi cái bức tượng nó xuất hiện á, hình ảnh Phật nó xuất hiện thì sao? Cho mình một cái luồng năng lượng thanh lương, mát dịu, nhẹ nhàng, bình yên, chứ không có phải sợ hãi, nghi ngờ và phỏng đoán. Đó. Thì con cũng đã từng mơ như vậy ở trong cái giấc mơ của mình. Và con biết à, nếu như mà mình chạy theo á, mình mê. Và cái giấc mơ mà trong giấc mơ của mình, hay là hàng ngày những cái sự kiện nó diễn ra, à vị này vãng sanh, vị kia vãng sanh, nào là tay mềm, chân mềm, hay nào là mùi hương thơm, hay nào là những cái dấu hiệu có thật, dù nó thật đi chân nữa cái nào, thì bản thân mình lấy đó làm niềm tin để sách tấn tu tập, chứ đừng nghĩ đó như là dấu hiệu chắc chắn người đó đã vãng sanh lên tịnh độ, hay là vãng, hay là đi cõi nào. Có thể vãng sanh chư thiên họ cũng có khả năng là được mềm tay mềm chân, hay là có mùi thơm, trừ khi những người đó có một cái đạo hạnh cực kỳ đặc biệt và họ tha thiết cầu vãng sanh tịnh độ thì mình không biết. Còn không phải tất cả tay chân mềm hay là mùi thơm đều vãng sanh tịnh độ. Bởi vậy qua hai câu chuyện con chia sẻ cho má hôm nay, chư tiền hữu tri thức hôm nay, thì cốt yếu lại là đừng đợi đến lúc thân tâm ngoài tầm kiểm soát mới niệm Phật, rất khó. Đừng mong chờ một ai bên ngoài hộ niệm mình, để mình mong có chỗ bám víu định tâm mà cầu vãng sanh, rất khó. Để tránh hai cái điều khó này, hằng ngày lúc khỏe, lúc có thời gian, lúc có thời khóa, phải tha thiết hành trì cho miên mật, cho đến cái độ nhất tâm bất loạn là yêu cầu chuẩn nhất của cái việc vãng sanh tịnh độ. Thứ hai nữa, với cái niềm tin nó sẽ đem đến cái sự màu nhiệm. Thì sự màu nhiệm là tuyệt vời để mình tăng trưởng niềm tin. Nhưng phải cẩn trọng, sự màu nhiệm sẽ bị ma soi đường
chỉ lối, vì Phật cao nhất xích là ma cao nhất trượng. Ma đây không phải một đối tượng nào đó bên ngoài hắn thôi, ma đây là lòng tham của mình bằng cái tâm mê mờ chưa có trí tuệ. Nó ham hố cái điều A, điều B, nó muốn có cái vật này, vật nọ. Và cái lòng tham đó thì sẽ với cái nhu cầu, với cái nhu đó, với cái cầu đó sẽ có một cái, với một cái cung ở bên ngoài, và do nghiệp chướng của mình nó tương ứng. Thì phải hết sức cẩn trọng. Thì bằng cách sám hối mỗi ngày, miên mật niệm Phật mỗi ngày, đạt đến cái độ có tâm niệm Phật tam muội và nhất tâm bất loạn, rồi phải thường xuyên sám hối nghiệp thân khẩu ý tham sân si từ nhiều đời kiếp tới nay. Mình làm thiện bỏ ác, mình thành thật, mình tu tập, thì con nghĩ nhất định một đời sẽ được vãng sanh. Kính thưa má và chư vị thiền hữu tri thức, Nam Mô A Di Đà Phật.